Ở đây là Vĩnh Phú à? Thủ Đức. Phú 32. Hả? Vĩnh Phú 32, đường Vĩnh Phú 32. Ở đây nó phân theo Nhưng mà phân dụng, nhưng mà ở đây thuộc về Lấy Kiều à? Dạ không, phường Vĩnh Phú, đường Vĩnh Phú, đường Vĩnh Phú 32, phường Nhưng nó Vĩnh thuộc về Phú. Bình Dương hay thuộc về Lấy Kiều? Lái Thiêu cũng thuộc Bình Dương, thằng này là Thuận An Bình Dương. Này Thì thuộc. trong Thuận An nó bao gồm có Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Ừ. Bình Nhâm, An Phú. Con cũng không nhớ hết. Nhớ rồi, ok. Chào Hoàng Nguyên. Chào Nguyễn Dương ha. Chào vợ Phèo. Cái bài đăng á, một khi đã chạy rồi á, cái bài đăng một khi đã chạy rồi là không có dừng lại được đâu, cho nên là em cứ để yên nó đi, tại vì mình ở trên đó mình có thêm nhà máy nữa nó tốt hơn, nó coi như trong tương lai có thể kiếm một vài khách hàng khác. Còn bây giờ ở những cái mà em đang thấy chạy ở trên đấy đó, em cứ trả lời đi nha, còn đứa nào mua là tự động nó sẽ Chào Mỹ có. Tập, chào Nguyễn Dương. Rồi có Em phân loại ra luôn dùm anh chờ cái chút cái với cái nước chuyện hoa xong rồi nè, mình nói. em phân loại luôn cái nước hoa dùm anh là cái nước hoa nữ nhé, mình gom vô nước hoa nữ mình post một lần, Chào rồi nước bác. hoa nam mình post một lần, mình gom lại để cho mình mỗi một cái tấm hình như vậy, như cái tấm hình chỉ là lên làm xong rồi á, thì mình chạy đúng tấm hình đó thôi, nhưng mà Chào trong bác. đó nó sẽ bao gồm là C hay là gì 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 đó liên tục của cái nhóm nữ, cái nhóm nam, gọi là cái nhóm unisex. Rồi ok, rồi chuẩn bị những cái đó luôn giùm anh nha, anh tính là thứ hai anh sẽ cho chạy, hoặc là nếu mà kịp trong ngày hôm nay đó, mình sẽ cho chạy cái bài nước hoa luôn. Rồi ok, không Lân, Lân làm xong rồi, cái của Lân làm xong rồi. Ok, giờ cái của Lân anh sẽ up lên cái drive của mình. Kiểm tra luôn đi nha, anh up lên giờ khoảng 3 phút nữa thôi. Rồi, hello chào mọi người. Hôm nay bắt gặp được một đứa cháu thuộc là cái dạy doanh nghiệp trẻ mời tới tham quan nhà máy sản xuất nước hoa của cậu ấy. Đây xin giới thiệu mọi người, đây là giám đốc, đây là giám đốc, Tại đây quên là có mặt, tại quên có mặt. đó. Thì họ chắc người này đó là một doanh nghiệp trẻ và ở nơi đây đang ngồi ở trong một phòng giám đốc của doanh nghiệp. Thì xin giới thiệu là ở đây là một cái cơ ngơi, một cái xưởng sản xuất nước hoa có đầy đủ, có phòng thí nghiệm, phòng chất, nói chung tất tần tật mà rất là rộng lớn, rất là rộng lớn đó. Thì đó là những doanh nghiệp rất là trẻ, thấy không, rất là trẻ, tuổi đời cũng trẻ. Và đây sẽ cho tụi bay coi tham quan cái Anh có đi đâu máy không? tham quan ha. Đây là văn phòng của giám đốc, thư ký Ờ chị, giám đốc thư ký đây là đây, chị thôi. quá trời này, nó bự lắm. Ôi đường ra đâu này, nó bự lắm kìa, ta không biết đường đi luôn á, đâu có tiêu rồi. Đi sao vậy? Rất là rộng lớn, rớn kinh khủng luôn. Đây ghê chưa, đây là cái hành lang thôi, cái hành lang qua đây. À đây, đi qua này ra hả con? Cứ mình Được rồi, để bác mang đi. làm thì bác lấy giấy phòng thí Rồi nghiệm ok đây. ok rồi rồi. Ở đây là cái cổng vào lớn kinh khủng luôn, có nghĩa là ở đây đó là anh chàng này coi như ảnh ngại lên mặt, như ảnh làm này. Ở đây đây, để cho coi đây. Đây là công ty nước hoa đó, và bào chế các nước hoa của thế giới luôn, và tùy theo đơn đặt hàng. Đây nước hoa đây nè, đó đây nước hoa đây, đúng không? Và ở đây thuộc tiếng nói một cách nôm na là coi như là ở đây có toàn bộ là kỹ sư hóa, tất cả là pha chế theo đơn đặt hàng của thế giới luôn,
kể cả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, cái mùi nước hoa đó nó dễ hiểu không? Có nghĩa là cái mùi nước hoa họ muốn là như vậy thì họ đặt hàng cái mùi đó nha, còn dung dịch nước thì chỗ khác làm, nhưng mà thường thường đại khái là những cái thương hiệu nổi tiếng thế giới ở đây cũng làm theo thương hiệu luôn. À, đây thấy chưa, à, đây rất lớn lắm, nó lớn lắm. Ở đây có phòng thí nghiệm, phòng đồ họa, phòng vi tính, phòng nói chung tất tần tật đều có cả. Và đây một doanh nghiệp trẻ chưa đầy 50 tuổi đầu, mới có 40 hay 30 40 mà đã có một cái sự nghiệp như vậy, mày thấy rõ ràng không? Thì đúng rồi, cái này nó cũng không có cái gì, cũng không có. Ok. Ờ thì nói chung thì rất là lớn, nhưng mà ở đây nó có phòng thí nghiệm nè, phòng nói chung tất tần tật, mà ta cũng trình nhiều quá ta cũng không rành được, nhưng mà có điều ở đây nó rất là rộng lớn. Có điều mình muốn nói một cái điều như vậy, có nghĩa là ở đây á họ chỉ có cái đầu, nếu anh mà đây có ở đây có phòng studio đầy đủ hết trơn, nó không có thiếu gì cả. Phòng thấy chưa, chờ coi phòng studio thấy chưa, tôi thôi phòng này chưa mở đèn, đây khá là vậy đi, nó nhiều phòng, nhiều ban, nhiều anh, mà doanh nghiệp mà anh chàng này rất là trẻ à. Kho bãi đầy đủ, nó như vậy không, mình lấy làm ngạc nhiên là cái là với một cái tuổi đời rất là trẻ như vậy mà anh chàng này có một cái cơ ngơi khủng khiếp không vậy con, chỗ nào con? Ừ đây. Kinh khủng, đường ngâu ngõ hẻm, wow. À, đây phòng lưu trữ hồ sơ luôn, thấy chưa? Đây là phòng đóng gói, nhưng mà cuối tuần đang làm vệ sinh. À, cái mà còn... công nhân nó về hết rồi phải không? Chưa, còn. Còn hả? Mọi người vẫn đang làm vệ sinh. Ồ, ok. Đây là cái phòng và đóng gói, bao bì, các cái. Ở đây, nhưng mà nó có sản phẩm này không con? À, không, đường bác của nhiều khách hàng. Hả? À đúng rồi, không phải ý tôi muốn nói là cái điều à, có nghĩa là đây là phòng thí nghiệm, rồi phòng đủ trò, phòng đóng gói sản phẩm, rồi đi qua đây có mấy cái máy gì đây? Qua bên kia máy mới lớn, máy này là máy nhỏ vậy. Ok. Qua bên kia là máy nó mới là máy lớn. Ừ. Còn đây là sản xuất, này là dành cho những đơn hàng nhỏ. Ừ. Còn sản xuất lớn là bắt đầu rác máy vô là đi theo một chuyền. Ừ. Bạn đừng quay vô mấy cái sản phẩm. Ok. Đó là cái đơn đặt hàng của họ, mình ta không có được quyền được tiết lộ. Đã khá là vậy rồi, ok hiểu rồi. Ờ, đó. Ở phía sau thì có hệ thống xử lý nước thải. Rồi, có xử lý nước thải luôn. Nói chung là đúng quy trình của hả, giờ ra mũi nhiều lắm. Thôi khỏi đi, chỗ nào bây giờ ấy rồi. Giờ okay. Ra mũi nhiều lắm. Ừ. Bữa nay thì cuối tuần công nhân thôi. Thôi ai đi vô trong đại diện đó. Ừ. Là không được vô. Không được quyền. Mà nãy giờ bác nhìn gì là tại vì bác là người đầu tiên đi vô đây. Gì ghê vậy? Không ai được quyền vào đây hả? Thì ok thì nó cũng có, thì tuy nhiên rồi hãng xử này cũng có một khu đặc biệt cấm công nhân vào để khai vậy. Ok. Đây là kho bình thường nhất là biết là kho giấu đúng không? Kho năm giấu thì chỗ đó là nó cứ dơ. Cái ta coi cái phòng này coi. Từ từ. Ok. Quá trời là phòng ốc. Ồ đó, chỗ này để giao hàng này, hàng xong rồi đó. Nhập hàng vô. Nhập hàng vào hả? Dạ. Ok. Sạch không?
sạch sẽ quá thì sạch sẽ đúng tiêu chuẩn rồi. Tao nói cho mày nghe nè, ở bên Mỹ mà cái lớp sơn mà sơn cái xi măng loại này rất là mắc tiền, mắc kinh khủng luôn. Còn từ sơn. Ừ. Dẫn mặt hoài sao sơn nổi. Nó sử dụng quá chắc là làm 2-3 lần rồi bắt đầu mới sơn các bạn. Để con đưa hình cho bác coi. Mày biết có loại sơn mà xe tải mà vô bằng sắt mà nó có không cày luôn á. Ừ. Mắc lắm. Những cái loại sơn như vậy là mắc tiền lắm, sơn mà sơn ở dưới chỗ xi măng này trong hãng của tao làm mắc lắm. Hả? Con thiết kế là con làm. Kinh khủng, tao thấy vợ chồng tao phải tổng quải luôn. Ừ, má hay. Kêu làm là không làm nổi. Ừ. Kinh khủng, rõ ràng, có nghĩa là sức người à, vừa khó mà thấy rõ ràng, cố gắng là thành công, hiểu không? Rõ ràng, mà còn cái thứ mà kiểu mà ngồi làm biến, mà ngồi giống kiểu như mà ngồi mà há mỏ chờ sung rụng thì biết cái tiền nào mà làm giàu được mà lúc nào cũng cào phím, cũng chửi, cũng bới. Đây, rõ ràng, đó là một sự, hả? Cái gì con? À lên à, phải cho phòng ăn cho mọi người. Đúng rồi, phòng ăn nè, phòng ăn cho mọi người, tự ghê lắm. Đầy đủ, sạch sẽ, quá ư là sạch sẽ. Ủa, nước dừa của ba của mình hả? Ok. Chưa chi nó cho tao uống nước dừa, nó không cho tao uống bia mà nó cho tao uống nước dừa. Rồi ok. Nó chơi thôi. Cái gì đây? Cơ bản thì phòng thí nghiệm thì cũng không có. Phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm thì phòng thí nghiệm rồi ok, thì cũng máy móc cũng đo lường cũng vậy thôi. Rồi ở đây có những đơn đặt hàng của nước ngoài cho nên ra không được quyền tiết lộ bí mật. Đó rồi, hiểu rồi. Ok, phòng thí nghiệm nè, thấy chưa? Son đồ chảo để mà thí nghiệm về vấn đề cũng quá chắc thôi. Nào coi nè, mẫu test của khách hàng rõ ràng cái này quay được à? À cái đó là mẫu để mẫu test của khách hàng ở đó, thấy chưa? Có nghĩa là khách hàng họ đặt đây, họ thích mùi gì, mình làm ra sản phẩm cho họ cái điều đó, đúng chưa? Đây là những cái mẫu mà khách hàng đặt đó, quá trời luôn. Nói như vậy thì hiểu rằng mỗi người đều có một cái nói sao ta, mỗi người đều có thích một cái mùi hay một cái hương cái gì đó đại khái đặc biệt, cái này rõ ràng rất là lớn. Thì hôm nay cái nội dung mà của bữa nay bất tử này là cháu này là nó, tôi biết bác lâu lắm rồi, nó mới bắt nhưng mà bữa nay nó mời xuống hãng để thứ nhất là đi tham quan, thứ hai nữa là nó mời bữa nay tổ chức bữa nhậu nhậu cho nhỏ bậy bạ đó mà. Tụi nó cũng mến bác, đúng vậy đó. Thì ý tôi muốn nói cái điều này ở đây là họ mà thấy rõ ràng giám đốc rất là trẻ, trẻ kinh khủng mà trẻ không thể ngờ được đâu. 40 tuổi thôi mà đã thành đồng. Mà thấy ghê gớm chưa? Có nghĩa là một cái cơ sở mà nó làm chủ, làm giám đốc một cái hãng này ở dưới mấy trăm công nhân. Bữa nay chiều nó đi, chiều thứ bảy nó đi về hết rồi. Thì mày phải hiểu một cái điều này là đó ý chí con người và sự cố gắng nỗ lực đối với cái khả năng của mình, thấy không? Đó. Chứ đừng có ở đó mà ăn lập tục nói bừa. Đừng ăn tục nói bừa rồi ngồi cào phím la làng lên đủ mà chửi này chửi kia, không lo này kia, rồi có hay phê bình xã hội, hay phê bình đường lối gì đó đủ, tao thấy buồn cười quá. Chán. Đó thì chào tầm miền Trung, chào Phạm Văn Sĩ ha. Thì nó là như vậy thôi, sẵn bữa nay đi vô tham quan cái này thì mình cũng live stream cho mọi người ấy. Nhưng mà cái ý tôi muốn nhấn mạnh á, có nghĩa là ai cũng biết rằng mỗi người sinh ra đều có mỗi nghề nghiệp riêng. Anh làm được, anh làm mộc, anh làm sắt, anh làm thợ hàn, anh làm thợ tiện, anh làm bất cứ làm cái gì vậy, nhưng chỉ có điều anh cố gắng. Anh phát huy các nghề của anh đang có và anh tìm được những cái mà được, có đại khái ý tôi muốn nói là những cái phát minh hoặc là những cái gì sáng kiến mà nói chung là để mà cuộc đời của anh hoặc là cái đường đi hoặc cái nghề nghiệp anh thăng tiến, thấy không? Thí dụ là vậy. Chứ mình đừng có nói là người này giàu, người này nghèo, bấm tất cả mọi người đều cố gắng là được đạt thành công thôi. Đó, rõ ràng như vậy. Ở đây.
Mình thấy không? Mình có nghĩa là sao? Giám đốc gì mà nó trẻ măng rồi mẹ chủ cơ sở chủ cả một cái cơ rơi vậy giờ hàng trăm tỷ mà chuyện mới có 30-40 tuổi rồi mà thấy kinh khủng chưa? Mà nói thì rõ ràng có nhiều cái có nhiều nó đâu mà đưa thằng nào mà ngon này kia đỡ cái chế độ sầu chứ nghĩa là làm gì thằng có thằng nào giàu thằng nào nghèo mặt rồi đủ má chuyện tào lao thiệt tình đủ đó tao dẫn chứng tôi mới coi đó ở đây thì rõ ràng đó đây là trước mặt tiền trước sân có cổng này bây giờ hiện giờ ở đây thì nó còn thiếu nhân viên nhưng mà thân nhân viên ở đây thì cũng khó khăn trình độ phải cao một chút bởi vì ở đây hầu như những đứa này đều là học về lý hóa về hóa chất á cho nên phải nào cũng có bằng này kia thì mới vô làm được bị bào chế mà nói chung là vậy rồi ok không có cái gì mà lại sao con rồi chưa thì đây, mình ổn quá chứ sạch sẽ cao ráo mà quá ổn con thấy rồi đây là cơ ngơi mày quá đã đây nè tuyển công nhân nè đó đây là gói đúng rồi rồi xong rồi cái phải công nhân nữ là không dám nói phải đẹp mới được các bạn phải đẹp phải làm người mẫu đó phải làm người mẫu hả giờ thiếu người đúng không hả đang tuyển à, thì có ai mà có khả năng ngoại hình dễ coi nữ công nhân thì bác giới thiệu cho thằng cháu nó vô làm lương tháng sống đủ không hay là ăn bị gói hơi khát nước tí hả nói chung là vậy rất là đẹp rất là vô đây hồi đó là lúc mà hai vợ chồng khởi nghiệp thì chưa có tiền chưa có tiền cái không là đủ tiền thuê là không là ngày tự tử nè rồi cái sàn này toàn bộ ở dưới đây là công sơn hết đúng rồi lúc đó là không có tiền đúng rồi cái từ 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 lấn chiếm rồi đúng rồi đúng rồi ok quá đã rồi coi con ok à có người hỏi có hỏi bố hỏi có hỏi là bố hỏi chế độ nào cho người công nhân ở đây có chế độ gì có bảo hiểm gì không có gì không đúng rồi có bảo hiểm xã hội nè đầy đủ có bảo hiểm xã hội luôn có đầy đủ ok nhưng mà lương đủ sống không bao nhiêu mà nói rằng là bao nhiêu triệu hả phải interview phải không? Interview xong rồi mới ra thỏa thuận phải không? Ở đây lương công nhân ở đây nó buồn cười chỗ là mỗi người giá lương khác nhau. Nó không phải giống như kiểu như ví dụ như mà vô may mặc thì ai không may mặc thì cái như lương nó khác nhau. Còn ở đây là có trình độ, ví dụ như thằng trình độ cao thì lương cao, thằng lương thấp là hiểu cái đó không? Chứ nó không phải giống như kiểu mấy sự nghiệp khác. Nhưng mà ít nhất qua trên 10 triệu chứ mày. Làm sao mà được trên 10 triệu? Phải tăng ca dữ lắm. Chết mẹ rồi, giờ nó kêu cao lắm á. Tại nó không phải mười mấy triệu một tháng. Phải tăng ca. Đương nhiên rồi họ chấp nhận mà thí dụ họ tăng ca thí dụ đây làm kịp phải tăng ca thôi à, nói là nó không nói giá nhưng mà có điều là mình phải hiểu rằng tệ lắm không phải 14-15 triệu một tháng nói là vậy đó nếu siêng năng tăng ca thì cũng 14-15 triệu một tháng nói vậy cho nó dùng cho nó vuông còn cái chuyện bà trong cái hãng nó thì chuyện bí mật mà ở đây cái hãng này có nhiều bí mật lắm rồi bí mật khách hàng này bí mật đơn đặt hàng rồi bức rồi bí mật của cái tên của những người ta đặt hàng nè bởi vì mỗi người ta đặt hàng người ta có một cái thương hiệu riêng ví dụ là đại khái như thí dụ như Channel là rồi gì nó tung tắt những cái hàng thì nó yêu cầu ở đây làm cái bụi đó không biết thôi kệ bỏ qua vụ đi tao chỉ biết là đó cho tụi mày coi lần nữa đây là thương hiệu của cái hãng này đó rồi ok vậy thôi mình tạm giới thiệu để mình giới thiệu cái điều này để mình muốn nói cái này một cái điều đơn giản thôi là họ ở Việt Nam mình mà đây tôi quên nãy giờ nói rồi ở Việt Nam mình có nghĩa là một đất nước hiện giờ mình đang phát triển cho nên vì chỗ đó những người bạn trẻ hôm nay cái anh chàng này hôm trước cũng đã nhậu với bác ở dưới nhà kia rồi họ rất là năng nổ và họ có kiến thức họ có bài bản họ làm giàu bằng chính đôi tay của mình mày hiểu tao nói chứ nó không có nói suông bởi vì bọn trẻ bây giờ có học hành bài bản đàng hoàng cho nên ra họ khởi nghiệp rất ư là dễ thương và rất ư là đàng hoàng mà nó rất ư là giàu có đó cho nên vì cho thành ra đây một người giám đốc trẻ cơ ngơi như vậy mà chỉ có chưa đầy 40 tuổi thôi
Nói như vậy cho mày hiểu rằng làm giàu đối với nó thôi, làm giàu không khó. Nó nói một câu làm giàu không khó nhưng phải có tư duy. Đó, vậy đó. Đúng không? Ok, thì bố muốn nói cái điều này, bố muốn nói cái điều là những cái kẻ mà siêng ăn biếng làm đồ mấy chút nào lúc nào cũng than vãn trách móc khóc lóc này kia, dẹp mẹ đi, bỏ đi. Thì cái nội dung bữa của live stream này là giới thiệu một doanh nghiệp trẻ có cơ, có làm ăn, có hợp đồng, có hợp đồng với nước ngoài, nói chung tất tật ăn thua cái tư duy, hiểu ăn thua tư duy đó. Họ làm giàu là làm giàu cái chỗ đó, đó. Thì ok, thì mình chỉ nói chuyện sơ sơ vậy thôi. Sẵn đây con cháu nó mời xuống thì mình thẳng nó về mình cũng ngỡ ngàng, nó không ngờ cái cơn ngon này nó ghê gớm vậy. Ok, thôi vậy thôi, mình nói với có vài lời thôi. Bye bye mọi người nha. Ok, rồi.